Chào các bạn, tôi là Ellie. Đây thực sự là video khẩn cấp, bởi vì tôi sẽ chia sẻ với bạn danh sách mã thông báo chơi game hàng đầu của tôi mà bạn phải cân nhắc mua ngay bây giờ. Nếu không, bạn hối tiếc cả đời trong một cơ hội cảnh. Nó không nhấp vào bất cứ thứ gì, và tôi không chia sẻ với các bạn mã thông báo mà tôi không hiểu về. Cho đến nay không gọi, tôi sẽ có một số phân tích và giải thích tại sao bạn có thể và nên mua ngay bây giờ. Một lần nữa, tôi không phải là cố vấn tài chính, và tất cả nội dung chúng tôi tạo trong kênh này chỉ cho mục đích giáo dục giải trí. Đặc biệt là trong video này, bạn có nên lấy ý kiến cá nhân của tôi không? Thưởng thức video của chúng tôi. Nhưng trước khi chúng ta đi vào chủ đề chính, chúng ta sẽ nói một chút về thị trường. Vì vậy, một vài ngày trước vì chỉ tạo ra những đợt bán lẻ đáng kinh ngạc với giá tăng 4.000. Và mặc dù có một ông cao ngày hôm qua quỷ giá, nhưng nó đã phục hồi rất tốt ở đây. Và tôi nghĩ nó vẫn chưa phải là xác nhận của tàu. Nhưng tôi vẫn kéo thị trường tiền điện tử này vào năm 2024. Và cả dấu hiệu cho thấy bạn có thể bắt đầu mua một số đồng tiền tốt hoặc trên tiền xu ở các mục tốt nhất. Bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào nó có thể sự kháng cự này hoặc thậm chí đi xuống và sau đó tăng trở lại. Chúng tôi không bao giờ biết khi nào, vì vậy nếu bạn đợi cho đến khi chúng tôi đi, tôi phá vỡ điều này. Tôi nghĩ rằng một số tốt về tiếng khóc có thể sẽ lên mặt trăng, đúng không? Đã sẵn sàng. Vì vậy nó thực sự tốt hơn cho bạn để định vị mình trong một số loại tốt mà bạn cảm thấy tự tin. Và tôi cũng muốn nói về sự thống trị của BTC. Vì vậy nó kiểm tra hỗ trợ ở mức 40% tại đây. Và chỉ BTC mới có thể phá vỡ hỗ trợ. Chúng ta có thể có một chuyến tàu đã được xác nhận. DeMarkisi sẽ phát điên. BDC 100.000 trên tiền xu lên mặt trăng. Đặc biệt là mã thông báo chơi game điên rồ sẽ tiếp tục trong năm 2024. Và tôi sẽ giải thích cho bạn lý do tại sao sau này. Tiếp theo, tôi sẽ nói về lý do tại sao thị trường phải đi lên. Và tôi tin có rất nhiều lý do tại sao họ phải đi. Nhưng tôi sẽ chỉ nói về một điều quan trọng nhất mà bạn cần biết. Một ngày trước, Chủ tịch Khu nghỉ dưỡng Liên bang Bơ nói rằng chúng tôi và tài sản đẩy vào cuối tháng 3. Và áp lực lạm phát có thể tiếp tục. Vào cuộc gặp gỡ của năm 2024, họ đã hoàn chỉnh sách tăng lãi suất. Đó là một dấu hiệu cho thấy Bitcoin và thị trường tiền điện tử có cơ hội tăng cho đến lúc đó. Bởi vì bạn biết, lạm phát thực sự cao ngay bây giờ. Và mọi tài sản trong cuộc sống thực, giá trị đang giảm dần và có. Mọi người khi vay tiền, họ đã cố gắng đưa họ vào đầu tư. Như cổ phiếu công ty hoặc tài sản kỹ thuật số. Nên thêm Bitcoin, Ethereum hoặc Uncoin, những cái như một kho lưu trữ, giá trị. Bitcoin là kho lưu trữ giá trị và chính phủ không thể kiểm soát và thao túng. Nó thấy rằng đồng Binance đã nói to. Các bạn trên Twitter của anh ấy, Jesse cũng tweet đăng ký về tương lai của thị trường tiền điện tử trong năm 2024. Và anh ấy nói rằng tiền điện tử toàn cầu tỷ lệ chấp nhận có khả năng tăng từ 5% lên 20%. Trong 2022, đó là bạn nhận con nuôi 50%. Ông cũng đã viết định nghĩa sự đổi mới của Sita ra bất vào năm 2021. Và chúng ta có thể sẽ thấy sự quan tâm của người ba tư và đổi mới trong 2022 thể hiện và giành chiến thắng đóng vai trò là động lực chính. Sự phổ biến ngày càng tăng của các thực thể được đặt trong trò chơi trong các cộng đồng tiếng Anh của cô ấy. Tôi không tập trung kém vào lợi nhuận tài chính. Nếu tôi tập trung chủ yếu vào lợi nhuận tài chính, nhưng Genfi là một câu chuyện khác có thể vào năm 2021. Có rất nhiều sự tin tưởng, Blazer và các trò chơi đi theo đoàn tàu, và nhà đầu tư như chúng tôi đã mất rất nhiều tiền. Dần dần, trong tương lai tươi sáng của GameFi trong 2022, bởi vì tôi đã thấy rất nhiều hàng hóa, trò chơi có khả năng ra mắt sau 2022, từ đầu đến cuối năm nay. Và họ có đồ họa tốt, thiết kế tốt, và nhiều người chơi lớn thích các liên danh hàng đầu như Hang, cửa hàng Ubi của Anuker Berzen, đang đạt được thị trường trò chơi này vào cuối năm 2021. Vì vậy tôi tin rằng thị trường, đặc biệt là mã thông báo chơi game, chúng ta phải đi lên. Vì vậy bạn có thể cảm thấy một chút tự tin về tính năng của crypto market. Chúng tôi chuyển đến phần quan trọng của chúng tôi. Trò chơi tốt nhất trong mã thông báo mà bạn có thể là cần phải định vị mình đúng. Bây giờ cho những trò chơi hay nhất. Nhưng hãy lưu ý rằng hầu hết các mã thông báo này là 6 mô. Tôi cần vốn hóa thị trường dưới 100m vốn hóa thị trường. Vì vậy tỷ lệ này thực sự rất rủi ro. Nhưng lợi nhuận cao, nên nếu bạn theo dõi cuộc gọi này,
Bạn cần phân bổ điện thoại của mình một cách và tự nghiên cứu để hiểu các dự án này. Bởi vì nó thực sự rủi ro cho danh mục đầu tư của bạn để mất chúng tôi. Nếu bạn hiểu tất cả những điều tôi đã nói, vì rất tiếc khay này không dành cho người mới bắt đầu. Vì vậy bạn phải hiểu dích. Vì vậy chúng ta hãy đi thẳng vào nó. Lựa chọn đầu tiên của tôi là Gunsita Metaverse, một loại trò chơi gắn bầu chạy cơ sở thực sự thú vị. Và tôi nghĩ rằng nó có một sự sụt giảm thực sự tốt ở đây. Và bạn có thể mua một số giá này từ nơi nhàn rỗi. Giá đang đi xuống tiếp tục đi xuống. Và nhưng thực sự họ đã hỗ trợ rất tốt ở đây. Và tôi đã mua rất nhiều về súng ở đây trong giai đoạn này. Và tôi cũng được gọi là cộng đồng của mình vào khoảng $0.4 và đã có 20% lợi nhuận. Nhưng tôi nghĩ rằng nó vẫn là một mục tốt để mua, bởi vì mục tiêu của tôi cho dự án này thực sự cao. Một có thể đạt được hoặc thậm chí cao hơn 2-5 lần trong vài tuần tới. Và khối lượng giao dịch thực sự cao, khoảng $1.5 triệu. Có nghĩa là mọi người đang giao dịch và quan tâm đến dự án này rất nhiều. Và vốn hóa thị trường chỉ là $10 triệu, siêu thấp vì thực sự thú vị. Blazer trong các trò chơi tôi như thế này, tôi sẽ cảm ơn bạn sau. Và nó có thể sớm lên tới $15 triệu tiền mặt thị trường, thậm chí như vài tuần. Vì vậy bạn có thể tự hỏi tôi tại sao tôi thực sự tự tin về gắn sắt Metaverse. Vì vậy về cơ bản súng Metaverse là súng 2D, trò chơi tùy chọn lấy cảm hứng từ cung trên PC, nơi bạn xóa và thuần hóa ai đó, con thú, chiến đấu chống lại quái vật trong chiến tranh giữa các vì sao giả tưởng. Và tôi đã thực hiện một bài đánh giá trò chơi thử nghiệm tốt vì hơn. Vậy bạn có thể tự kiểm tra. Và tôi đã nói về súng rất nhiều trên kênh Intel và Integrum của tôi. Và tôi nghĩ rằng họ đã làm một công việc thực sự tốt, làm cho trò chơi trở nên tuyệt vời. Và quản trị viên trong nhóm cũng thực sự hoạt động và cố gắng hết sức để trấn an cộng đồng. Trong chuyến tàu trinh sát cuối cùng, nhóm vẫn làm việc và phát hành sản phẩm, phát hành tin tức. Và vì vậy tôi thực sự phải chiến đấu với đội này. Một điều quan trọng mà bạn nên biết là họ được hỗ trợ bởi một số người chơi lớn trong thị trường tiền điện tử như BAM, McNulty Capitan, súng nhà sản xuất Raptor Capitan. Hasi là một mối quan hệ hàng đầu và họ có mặt trăng với mặt trăng. Nếu bạn thấy trên thị trường, mặt trăng thực sự cao ngay bây giờ. Và nếu bạn không biết tại sao nhà là tắp một viên Chelsea, bạn có thể tham khảo video trước của tôi về tắp nhà đầu tư mạo hiểm. Và tôi nghĩ nhà chúng tôi cũng làm điều tương tự với trò chơi này. Và theo bản đồ giáp, chúng tôi sẽ phát hành trò chơi thị trường NT tốt nhất và súng là một trong tháng này. Như còn 2 tuần nữa cho sự kiện lớn sắp tới này. Và quân đội cũng đã xác nhận điều này. Vì vậy tôi nghĩ cô ấy đã ở đúng, sẽ bùng nổ trong 2 tuần tới. Bởi vì chắc chắn sự kiện này sẽ làm tăng nhu cầu về Gay City. Đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Tốt món nướng thứ hai của tôi là Wonder Hero. Nó thực sự ngon ngọt. Một trò chơi anime thực sự hay đi vào mạng dài. Và tôi đã tham gia dự án này rất sớm, khoảng vài tháng trước như thế này. Tôi mua và cũng như ít ca nhiều hơn với giá này. Và cũng đã gọi cho cộng đồng trên Telegram của tôi. Khoảng 2 dấu nhân $2 là khoảng 30% lợi nhuận rồi. Nhưng Atiun ở dưới cùng. Hãy làm phần dưới cùng và tôi nghĩ nó thậm chí có thể cao hơn. Ít nhất là lên đến mức cao nhất mọi thời đại. Nhưng nếu họ có thể phá vỡ mức cao nhất mùa thu này, họ thậm chí có thể tăng cao hơn khoảng 15 thực sự dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ mục tiêu đầu tiên của tôi, nhìn thấy mùa thu cũ cao, bởi vì khối lượng giao dịch thực sự cao. Khoảng $3 triệu họ đang giao dịch rất nhiều về điều này. Và vốn hóa thị trường cũng chỉ là $1 triệu. Nó thực sự thấp cho các dự án tiêm tốt. Bạn biết đếm như 5 hoặc 10 là thực sự có thể đạt được. Và tôi sẽ giải thích cho bạn tại sao. Về cơ bản, một trong những anh hùng là một nơi chạy bởi trò chơi RPG, xây dựng và chuyển sang tiếng Anh bận rộn. Bạn có thể thu thập thương mại những anh hùng anime dễ thương này và tham gia trận chiến để mất phần thưởng. Có hơn 100 biến thể của bộ sưu tập anh hùng. Tấn và tấn Beauty Hero để bạn thu thập, vận hành và phát triển. Tôi nghĩ thật, họ có một lối chơi thực sự hay với những hình ảnh động tuyệt vời, ảnh chụp ngon ngọt và hiệu ứng phần tử. Họ thực sự có bài kiểm tra tốt hơn với nhiều người thử nghiệm và tất cả họ đều có những thông tin tốt về trò chơi. Cộng đồng cũng thực sự tích cực để trò chuyện về rất nhiều về các trò chơi, có nghĩa là trò chơi.
thực sự có cách sử dụng cơ sở của riêng họ và người hâm mộ trên khắp thế giới. Tôi cũng đã kiểm tra thông qua một đội và tôi phát hiện ra đội cũng có tinh thần làm trò chơi và cũng chặn cơ sở hạ tầng. Từ quan điểm của riêng tôi nghĩ rằng đội này thực sự có mối quan hệ thân thiết với chồng, bởi vì chúng tôi có một số thành viên trong nhóm, tất cả đều đến từ. Chúng tôi đợi ai? Họ cũng đã nhận được đầu tư từ Happy Ventures. Và bạn biết đấy, tôi là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Trung Quốc và họ có rất nhiều mạng lưới trong thị trường tiền điện tử này. Họ cũng có hộp bán hàng thuộc sở hữu của tên chồng. Và một trong những điều quan trọng nhất là họ sẽ phát hành trò chơi chính thức vào tuần tới, vào ngày 18 tháng 1. Và cũng bán được 1/3 khối vào ngày 17 tháng 1. Vì vậy, theo ý kiến của tôi, nhu cầu về mã thông báo One sẽ tăng theo cấp số nhân. Nhưng hãy cẩn thận rằng lịch trình thay đổi ban đêm cho chỗ ngồi ở bờ giác. Cuộc biểu tình vào ngày 20 tháng 1, 2 ngày sau khi phát hành trò chơi. Vì vậy, bạn nên xem xét việc thu lợi nhuận để bảo vệ các khoản đầu tư của riêng bạn. Tiếp theo, chúng tôi đánh bại trong việc tài trợ cho một dự án chơi game tốt khác, một trò chơi anime ngon ngọt khác, cùng với một trong những anh hùng được hỗ trợ bởi Happy Ventures. Và tôi nghĩ giá cả đã tạo ra một nơi thực sự tốt để mua ngay tại đây. Và sau khi trò chơi được phát hành do kinh tế trò chơi, giá đã giảm về mặt ngữ pháp. Nhưng có vẻ như sự chia ly đã biến mất. Và họ hỗ trợ thực sự tốt ở đây. Có thể nhóm chiều sâu có làm cho trò chơi kinh tế bền vững hơn nhiều. Nếu bạn thích một đáy nhưng không cho nhiều hơn ở mức giá này, bạn nên đợi những mục tốt nhất. Tôi sẽ đợi khoảng $1.7 đến $1.3. Cái nào sẽ là tốt nhất? Và tôi nghĩ đây vẫn là đáy. Và tôi nghĩ dự án có thể còn cao hơn nữa. Quay lại tối ưu hóa cũ hoặc phá vỡ điều này và tiếp tục tăng một dự án thực sự dài hạn. Tôi nghĩ vào khối lượng giao dịch lên tới $12 triệu. Cái nào thực sự rất lớn so với tất cả các trò chơi chúng tôi đã đề cập trước đây. Nhưng thị trường chỉ giới hạn $15 triệu, siêu thấp cho các dự án chơi game tốt. Vì vậy, về cơ bản đánh bại cũng là một lưỡi dao xấu hổ. Những người đang trong trò chơi quay nhanh bằng chiến đấu giống như anh hùng kỳ diệu, nhưng họ có nhiều trò chơi khác nhau như phiêu lưu, chế độ đấu trường, hồ bơi, khai thác tháp chiến thắng. Rất nhiều trò chơi thú vị mà người chơi có thể vui chơi và tạo ra số tiền bền vững. Chúng cũng được thiết kế Hot Sunland và trò chơi con mực. Bạn biết tôi đã tiếp cận cô ấy, một trò chơi con mực và pha thực sự thú vị. Trò chơi cũng rất tuyệt. Cùng với một trò chơi bền vững, kinh tế. Và nhóm Dev cũng thực sự dành rất nhiều nỗ lực trong việc thiết kế các chế độ chơi và mới khiến mọi người lo lắng về nó. Đặc biệt là trò chơi đổ mồ hôi thông qua nghiên cứu của riêng tôi. Nhóm đằng sau dự án này ẩn trong, chúng tôi chỉ có một phần tinh thần chuyền bóng. Và tôi nghĩ đó không phải là trò đùa. Những gì chúng tôi đã đấu thầu là thung lũng Silicon Cốt. Nhưng bởi vì đội bí ẩn, vì vậy chúng tôi không bao giờ biết liệu điều này có đúng hay không. Nhưng hãy nhìn vào trò chơi kinh tế bản đồ giáp, cách họ quản lý cộng đồng, vâng, nó thực sự tuyệt vời. Thành thật mà nói, họ có một đội thực sự tốt. Bạn có thể tự mình kiểm tra và bạn sẽ thấy. Và như bạn có thể thấy ở đây, tự công bình một lần nữa, phát hành một vài tháng trước đã đi vào, nó có thể nóng lên đến mức cao nhất của mùa thu cũ. Với một quán cà ri ở chợ, cùng với nhiều tin tức và sự kiện sắp tới. Ra mắt trò chơi chính thức với trò chơi thú vị mới, giống như Tower Challenge hoặc trò chơi đổ mồ hôi. Tôi thực sự hào hứng với một trò chơi đổ mồ hôi và hy vọng nó có thể tạo ra một cú hit lớn trong ngành này. Và cuối cùng là đấu trường ẩn. Nếu bạn đã hướng tới trò chơi tiền điện tử, bạn chắc chắn phải nghe về trò chơi này, một dự án chơi game thực sự tốt. Và tôi nghĩ đó là một hát mân cho các đấu trường ẩn. Bởi vì có rất nhiều vấn đề trong trò chơi Kinami. Sau khi trò chơi phát hành thức ăn gia súc gặp gỡ thông tin liên lạc, thị trường xấu gần đây và cũng những phước lành riêng tư tạo nên thứ đang đi xuống đáng kể. Mọi người chỉ đáng sợ ngay bây giờ. Nhưng tôi vẫn tin vào tương lai tươi sáng ở đây. Xung đấu trường họ đã phục hồi rất tốt ở đây. Và giá cả dường như bền vững. Và họ không còn bán quý nữa. Hit on Inner là một dự án thực sự tốt và đầy giao dịch thực sự tốt. Thực sự khổng lồ, $70 triệu. Và vốn hóa thị trường là $300 triệu. Đặt cược an toàn hơn các thẻ chơi game khác mà tôi đã đề cập trước đây. Lợi nhuận không cao như vậy so với tất cả các trò chơi đã đề cập, nhưng tôi nghĩ họ sẽ kiếm được lợi nhuận thực sự cao. Nếu bạn định mua nó ngay tại đây, nó có thể tăng trở lại mức cao mùa thu cũ, hoặc thậm chí cao hơn.
Tôi tin rằng ý nữa ở là cổ. Tôi thấy số tiền có thể lên tới 1 tỷ. Con gái mắc cắp. Bạn vẫn chưa quen với cái đầu trên Winner, vì vậy hãy đi đến Winner, một trong những niềm vui nổi tiếng nhất trong trò chơi. Trong ngành này, với hơn 20 triệu người dùng trên khắp thế giới. Thực sự lớn phải không? Đó là điều bình thường vì lối chơi thực sự tốt. Và đội hỗ trợ phía sau cũng là một studio game thực sự nổi tiếng ở Việt Nam. Sói và trò chơi tôi sẽ không nói nhiều về trò chơi. Có thể bởi vì bạn có thể thấy các nhà giao dịch khác thực sự tốt. Tôi muốn nói nhiều về sự phát triển của trò chơi. Tôi không biết đội nào đang cố gắng sửa trò chơi Kanami, nhưng vì trò chơi mới phát hành khoảng 2 tuần trước. Vì vậy chắc chắn có nhiều vấn đề, đặc biệt là thông tin sai lệch. Chúng tôi có nhiều hình ảnh cho trò chơi, nhưng tôi vẫn có niềm tin vào trò chơi trong một đội. Bởi vì dự án đã hợp tác với nó, cũng là những người chơi game lớn như các bạn game. FIFA trao học bổng cho nhiều game thủ hạng 1 vòng quanh thế giới. Vì vậy để được cản nhãn hoàn toàn hít và đấu trường là một trò chơi. Thành thật mà nói, dâm vân quá khắc nghiệt. Đầu trò chơi trên Winner có chỗ để phát triển và không nhận ra. Cho tương lai tươi sáng của đấu trường trong một môn thể thao, hoặc các giải đấu lớn trong tương lai. Kê trí Winner là một khoản đầu tư dài hạn thực sự tốt. Và trong những tuần tới, họ sẽ phát hành một tương lai vững chắc của tiên. Vì vậy chúng ta có thể mong đợi một tiên cao cho đến lúc đó. Vì vậy đó là một mã thông báo cho chơi ẩn dụ. Vì vậy bạn có thể định vị mình ngay bây giờ và có thể đầu tư lợi nhuận cao trong ngắn hạn, có thể trong vài tuần tới. Có rất nhiều mã thông báo trò chơi tốt khác làm, không có thời gian để phân chia trong video này. Có lẽ tôi đã cố gắng đăng điều này trên Twitter cá nhân của mình, và cũng là trò chơi dành cho bạn, Kinh Quân Đội Telegram, bởi vì bạn biết nó nhanh hơn nhiều ở đó. Và ngay bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp. Một lần nữa, tôi không phải là cố vấn tài chính, và tín hiệu giao dịch này chỉ bay theo tinh thần của riêng tôi, tinh thần của thị trường ưu đãi. Và bạn nên tự nghiên cứu về token này, đừng chỉ theo tôi một cách mù quáng. Bạn phải thiết kế của riêng bạn, bởi vì đó là tiền của bạn và đó là lỗi của bạn khi mất nó. Hy vọng bạn có một số mã thông báo tốt mà bạn có thể tìm đầu tư. Và đừng quên like và subscribe. Bạn thích video này, tôi là Ellie từ Game 3. Và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Tạm biệt.